Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ anh quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Chúng ta lại sắp đến thời điểm dặn đồng hồ lùi lại một tiếng vào mùa thu. Hiện bây giờ đó thì chúng ta đang giữ cái cái cách mà chạy giờ theo giờ của mùa hè là để tiết kiệm ánh sáng của mặt trời. Nhưng vào ngày Chủ nhật, ngày 6 tây tháng 11 sắp tới, 2 giờ sáng. Đa số các tiểu bang trên toàn nước Mỹ sẽ phải dặn lùi đồng hồ lại một tiếng. Tại vì chúng ta chuyển sang mùa thu. Spring forward, fall back. Spring forward, fall back. Cứ tới mùa xuân dặn đồng hồ chạy sớm hơn tiếng. Tới mùa thu dặn đồng hồ chạy lùi lại một tiếng. Chuyện này thì ai cũng biết hết rồi chả cần phải xem hot news sẽ thanh tùng mọi người đều đã biết nhưng có những điều không phải ai cũng biết đó là quý vị cũng có thể đã nghe đâu đó rằng tiểu bang kali đề nghị kể từ nay thôi giữ luôn một khung giờ không có dặn tới dặn lui gì nữa hết cứ giữ luôn khung giờ đó quý vị nghe tin đó đúng quý vị cũng có thể nghe rằng là thượng diện của Quốc hội Liên bang đã bỏ phiếu chấp thuận giữ nguyên giờ luôn, giữ luôn cái khung giờ như hiện nay nào quý vị. Cái khung giờ mà tiết kiệm ánh sáng mặt trời đã bỏ phiếu thông qua rồi luôn. Ấy vậy mà dân Cali của chúng ta vào lúc 2 giờ sáng chủ nhật 6 tây tháng 11 sắp tới sẽ vẫn tiếp tục phải dặn đồng hồ lùi lại một tiếng cho mùa thu chuyện gì xảy ra vậy tại sao vậy quốc hội liên bang thông qua rồi mà kali cũng đồng ý với quốc hội luôn mà vậy thì tại sao lại có chuyện kali lại phải tiếp tục dặn đồng hồ lùi lại tiếp tục đổi giờ lại những tiểu bang nào trên toàn nước mỹ cũng sẽ làm như kali chuyện gì xảy ra trong những ngày tới cái lợi cái lợi ra sao khi chúng ta vẫn giữ cái khung giờ như hiện nay thanh tùng sẽ trình bày để có vị biết ít nhất mình ở mỹ mà mình nghe đổi giờ chỉ biết đổi giờ thôi nhưng tại sao phải đổi giờ tại sao phải dặn tới tại sao phải dặn lui cái lợi của dặn tới là gì những cái tranh cãi hiện nay trên toàn quốc là gì thanh tùng nghĩ những thông tin này sẽ không hề bị xem là là ờ uh, không đáng có nhiều vụ gì ơi ba vụ đổi giờ nghe làm gì ba vụ này nghe làm chi đi kiếm tin nào có tiền coi dạ quý vị ơi mấy cái vụ này nó ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống tới sức khỏe của người dân mỹ trong đó có chúng ta chúng ta nên tìm hiểu xem tại sao có chuyện đổi giờ như thế này và những ngày tới liệu có đổi giờ nữa hay không thanh tùng tin rằng đây là những thông tin rất cần thiết cho tất cả mọi người cho thanh tùng cơ hội để giải thích với quý vị để kể chuyện của quý vị nghe nha nhưng trước hết, xin được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Đó chính là Angel Beauty thuộc lạc bên trong khu thương xá Grand Century San Jose. Chỉ đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 4084178638 Trung tâm thuế vụ hàng lê, chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ hàng lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh TMV và đối diện Costco 408 279 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Great Milpitas mở cửa từ chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Vietnam Town San Jose 408 293 5900. Andy Garden chuyên cung cấp sỉ và lẻ cho tất cả các loại cây nhiệt đới và citrus như cam, chanh, quýt, bưởi và tắc. Để cảm tạ quý khách đã phải đang ủng hộ Andy Garden trong suốt thời gian qua, chúng tôi sẽ giảm 10% cho quý vị mua trên 600 đồng hoặc tặng một cây có giá trị tương đương. Quý vị muốn tìm những cây độc, lạ, hiếm và khỏe mạnh, hãy đến với Andy Garden. Chúng tôi có ship xuyên bang và delivery khách hàng ở San Jose và các vùng lân cận. Chúng tôi còn có bán đất Ford Farm, Brady Ground là loại đất hầu hết nhà vườn Mỹ sử dụng, có chậu 15, 20, 25, 45, 50 gallon. Andy Garden, 3861 Sharkway San Jose, điện thoại 408 387 2037. Rồi, bây giờ mình nhắc với nhau là dân Cali cũng như những người dân của các tiểu bang, nhiều tiểu bang khác nữa vẫn phải tiếp tục dẫn đồng hồ lùi lại một tiếng. Vào lúc 2 giờ sáng, ngày Chủ nhật, 6 tây tháng 11. Ok, quý vị chắc có nghe cụm từ ngữ bằng tiếng Anh. Cụm từ ngữ đó là cụm từ ngữ gọi rằng là sunlight, saving time. Sunlight là ánh nắng mặt trời. Saving là tiết kiệm. Time là thời điểm, thời gian, vậy daylight saving time tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là khoảng thời gian tiết kiệm ánh nắng mặt trời. chắc chắn quý vị đã có nghe cái cái thuật ngữ đó, cái câu đó, cái cụm từ ngữ đó bằng tiếng Anh đúng không? thì cái cụm từ ngữ đó ở đâu mà ra? Bây giờ mình ngược thời gian trở về quá khứ mình cùng tìm hiểu nhau một chút là gì? Quý vị nhớ là hồi đất Mỹ ngành nông phát triển mạnh tức là thời từ hồi đầu thế kỷ này đó quý vị. Những năm đầu của cái thế kỷ trước cái thế kỷ 1900 từ những ngày đầu thế kỷ đó thì đa số người dân Mỹ cũng như nhiều nước khác họ làm nông. Mà thời điểm đó đó năng lượng điện để mà có đó là phải đốt từ than. Đốt từ thang mới ra năng lượng để có đèn cho mình xài. Cho nên than rất quý, than rất quý thời điểm đó. Rồi, người nông, người nông dân họ mới nhận ra một điều là gì có gì? Đó là mặt trời vào mùa hè, những tháng hè đó, mặt trời mọc trong khoảng từ 4 cho tới 5 giờ sáng. Mà trong khoảng thời gian đó thì nông dân vẫn còn đang ngủ cho nên mình không có tận dụng được ánh nắng mặt trời, từ 4 5 giờ sáng là bắt đầu đã có ánh mặt trời rồi. Trong khi đó, tới buổi chiều, mặt trời lặn trễ hơn. Quý vị nhớ cái câu của ông bà mình từ ngàn xưa không? Trời tháng 5 chưa nằm đã sáng, trời tháng 10 chưa cười thì sao quý vị? Đã tối. Tức là ông bà mình nhìn vào thời tiết hai cái câu ngắn ngủi đó thôi, hai câu tục ngữ ngắn ngủi thôi, nhưng đúc kết lại cái kinh nghiệm rất quý báu của những người làm nông vào thời điểm đó. Tháng 5, tức là tháng 5, âm lịch đâu có gì? Là khoảng tháng 6, dương lịch của mình. Có phải là ngay vào mùa hè không? Ở cái thời điểm đó, chưa nằm, đã sáng, là thời điểm gì? Ngày dài hơn đêm. Đúng không quý vị? Tháng 5 mà chưa nằm, đã thấy sáng rồi. Ngày dài hơn đêm ánh nắng mặt trời nhiều hơn. Trong khi qua đến tháng 10 âm lịch thì chưa cười đã tối. Có nghĩa là sao quá vậy? Là ở cái tháng 10 âm lịch đó tức là khoảng tháng 11 dương lịch thì đêm nó dài hơn ngày. Cho nên vào ban ngày qua thấy có chút xíu thời gian à, chút xíu thời gian chưa kịp cười nữa thì đã thấy tối rồi. Tháng 5 chưa nằm đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối ông bà mình đã biết từ trước người Mỹ đâu phải người Mỹ nói mà, rồi mình mới biết đâu đúng không quý vị ông bà mình từ xưa là phải nói rằng là rất giỏi luôn người Mỹ phải đợi cho đến đầu của thế kỷ thứ 20 đó thế kỷ 21 thì họ mới đúc kết ra cái vụ đó thì họ mới nhận ra một điều rằng ơ mặt trời lạ mặt trời mọc vào mùa hè 4 năm giờ sáng mọc rồi nông dân vẫn còn ngủ như vậy thì tiếc quá tiếc quá trong khi buổi chiều quý vị, buổi chiều cho khoảng 7 8 giờ tối, thậm chí quý vị nhớ rằng là cái tháng 7 không? Cái tháng 7 ở Mỹ này nè. 4 cho tháng 7, tại sao phải đợi tới 9 giờ rưỡi tối mới bắn pháo bông? Quý vị nhớ không? Bắn pháo bông đón lễ độc lập qua kỳ 4 tháng 7 July 4 phải đợi 9 giờ rưỡi mới bắn là tại sao? Lúc đó mặt trời mới lặn hoàn toàn thì mới bắn pháo bông đẹp. 9 giờ vẫn còn ánh nắng mà, 9 giờ tối vẫn còn ánh nắng mà, ở nhiều nơi mà. Trong khi đó, nếu mà mình dậy trễ hay là mình dậy như cái giờ bình thường mình gọi là standard time thì quý vị có thể rằng là mình bị mất cơ hội lấy ánh nắng mặt trời để sử dụng và tiết kiệm năng lượng. Và đó cũng là thời điểm xảy ra cuộc đệ nhất thế chiến. Cho nên chính phủ Hoa Kỳ họ mới nói là nên chăng hỡi các nhà nông chúng ta vào cái thời điểm mà nhiều ánh nắng mặt trời chúng ta dậy sớm hơn chút. Mình dậy sớm hơn một tiếng thôi thì mình sẽ có thêm ánh nắng mặt trời để rồi cho tới buổi chiều á mình vẫn còn ánh nắng thì nhờ vậy mà chúng ta sẽ tiết kiệm được năng lượng cho đèn mà một khi tiết kiệm năng lượng thì mình tiết kiệm được than đó để chuyển sang sử dụng cho quân đội trong thời chiến đó là lý do vì sao chúng ta có cái khung thời gian dậy sớm một tiếng để tiết kiệm năng lượng thanh tùng giải thích thêm với quý vị Hiện bây giờ luật lệ, Hoa Kỳ và các tiểu bang chồng chéo nhau ra sao? Nhớ đón xem sau ít phút thương mại. Thanh Tùng kêu gọi là chào tới ngọn quý khán giả của NetViet TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng ở phần 2. Thanh Tùng giải thích với quý vị tại sao nước Mỹ có cái cái quy định là mùa hè thì dặn đồng hồ chạy sớm hơn một tiếng được gọi là Daylight Saving Time. Rồi cho tới khi mà mùa thu đến thì nước Mỹ dặn đồng hồ ngược trở lại mình gọi là là Fall Back, gọi là Standard Time. Thì Thanh Tùng đã giải thích của giờ ở phần 1. Bây giờ ở phần 2 thì mình sẽ nói về việc rằng các tiểu bang họ ra quy định ra sao. Hiện bây giờ tiểu bang nào quy định như thế nào? Chính phủ liên bang quy định ra làm sao? Vậy trong những ngày tới chúng ta có cần phải đổi giờ nữa hay không? Tại sao mình nghe thông tin là không đổi giờ nữa mà? Vậy mà sao Cali lần này vẫn đổi giờ là sao? Đó là chủ đề là nội dung chính của phần 2. Tuy nhiên trước hết, cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Cháo đêm 360 cũng là nhà hàng 360 trong khu Grand Saint tăng cường hàng loạt món cháo ngon hết sảy. Cháo đêm 360 với cháo ếch Singapore cháo cá tươi, cháo dịch và gỏi dịch, cháo gà và gỏi gà. Bắt đầu phục vụ từ 5 giờ chiều đến nửa đêm mỗi ngày. 360, nhà hàng 360 669 230 6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tòa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 năm 289297, An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh, chi nhánh 1648 Tholi Road 408 270 1027, chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789, chi nhánh 769 X Capital Avenue Milpitas 408 586 9999. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand San Primo San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam, đang cận nhân viên phủ bếp và chạy bàn 408 277 0922. nghỉ bệnh vì Covid-19 được trả lương đã được gia hạn cho đến cuối năm 2022. Nếu sở làm cùng quý vị có từ 26 người trở lên, có thể dùng đến 80 giờ nghỉ bệnh vì Covid-19 được trả lương. hồi nãy Thanh Tùng có nói với quý vị, vì mục đích tận dụng ánh nắng mặt trời vào mùa hè nhiều, dài, cho nên người nông dân lúc đó người ta dậy sớm hơn một tiếng, dặn đồng hồ sớm hơn một tiếng. Cho nên buổi chiều á, lúc mà 8 giờ tối, thường 8 giờ tối là nông dân người ta mở đèn. Nhưng bây giờ nhờ 8 giờ tối, ánh nắng mặt trời vẫn còn thì mình dậy sớm hơn mà, mình dậy sớm hơn 1 tiếng mà. Mình lấy ánh nắng mặt trời buổi sáng rồi, tới buổi chiều là 8 giờ ánh nắng mặt trời vẫn còn nhờ vậy mình không cần phải sử dụng quá nhiều đèn trong nhà và nhờ vậy mình tiết kiệm năng lượng. Mà quý vị biết năng lượng là lấy từ than đá cho nên mình chuyển cái thang đá đó sang cho mục đích chiến tranh, mình chuyển sang cho quân đội. Đó là thời điểm xảy ra cuộc đệ nhất thế chiến. Đúng không? Quý vị nhớ, cho nên đó là lý do mình có cái vụ thức dậy sớm một tiếng. Rồi, sang đến đệ nhị thế chiến. Sang đệ nhị thế chiến là 39 45. Đệ nhị thế chiến là có khoảng 10, 10 16 19, 1916 1919. Rồi, đệ nhị thế chiến là 1939 kéo dài đến 1945. Cũng cần than đá cho mục đích cuộc chiến Cho nên lại một lần nữa Nước Mỹ kêu gọi người nông dân Là dậy sớm một tiếng Để tiết kiệm năng lượng dùng cái năng lượng đó chuyển sang cho quân đội. Sau khi kết thúc chiến tranh thì chính phủ liên bang á, họ mới nói là thôi, hết chiến tranh rồi, không cần dậy sớm nữa. Bây giờ mọi người ai muốn dậy sớm vậy không dậy sớm thôi. Mình trở lại cái mục cái giờ bình thường, cái giờ bình thường nó gọi là giờ standard time. Ok. Thì lúc đó nhiều người Mỹ họ đã quen với cái chuyện dậy sớm, do thấy rõ ràng là dậy sớm hơn một tiếng, giống hồ chạy sớm hơn tiếng nó có lợi của gì? nó lợi quá đi nó lợi về về mặt thiên nhiên về mặt ánh nắng mặt trời nó lợi về chỉ tiết kiệm năng lượng cho nên chính vì vậy mà một số thành phố một số tiểu bang họ vẫn giữ lại cái câu chuyện là dặn sớm một tiếng đồng hồ vào mùa hè nhưng một số tiểu bang khác thôi tôi mệt mỏi cái gì mà dặn tới dặn lưu, dặn tới lưu tôi mệt mỏi lắm không tôi trở lại giờ bình thường là giờ standard time đó cho nên đó là chuyện xảy ra của năm 1918 kéo dài đến đệ nhất thế chiến đệ nhị thế chiến mãi cho đến năm 1966 dưới thời dưới thời của tổng thống Lyndon Johnson á thì lúc đó nước Mỹ mới bắt đầu hình thành nên bộ giao thông, ok hình thành nên bộ giao thông đó là Department of Transportation thì lúc đó mới giao cho bộ giao thông kiểm soát về cái vụ đổi giờ. chứ bây giờ á thành phố này đổi giờ thành phố kia không đổi thành phố này giờ mùa hè thành phố này giờ mùa đông không có kiểm soát được. Nên năm 1966 mới bắt đầu sau thống nhất cả nước. Thống nhất cả nước thì Bộ Giao thông mới ra quy định à mấy giờ, ngày nào, của tháng nào thì mình sẽ spring forward dặn thêm một tiếng. Ngày nào, tháng nào mình forward lùi lại một tiếng thì là hiện bây giờ là Bộ Giao thông của nước Mỹ. Họ đang là người kiểm soát vụ này đấy anh chi. Họ mới kiểm soát những cái chuyến máy bay, những chuyến tàu, những đoàn xe. Đúng không quý vị? Từ năm sáu cho đến giờ phút này, và cả nước Mỹ đều đồng loạt tuân theo, họ gọi là uniform, uniform law. Tuy nhiên chỉ có quý vị để ý ha, chỉ có hai tiểu bang. Nghe quý vị, có hai tiểu bang của nước Mỹ là không có đổi giờ gì cả, không tham dự về cái màn đổi giờ một năm hai lần như phần còn lại của nước Mỹ đó là Hawaii và tiểu bang Arizona. Ok, ngoài hai tiểu bang này còn thêm những vùng sau đây cũng không đổi giờ gì hết đó là hawaii american samoa Guam, puerto rico quần đảo virgin island ok cùng với khu vực uh, đây đúng rồi quần đảo virgin island đó là những nơi không có đổi giờ bây giờ mình trở lại câu chuyện của tiểu bang cali quý vị có thể đặt câu hỏi ở đâu ra mà nước mỹ mình học về cái chuyện dậy sớm một tiếng để lấy ánh nắng mặt trời vậy là mình học từ bên canada nha quý vị từ ở bên Canada, đây, Thanh Tùng có thông tin cho quý vị đây. Từ bên Canada mà hồi năm 2000, từ, từ năm 1908, ở bên đó đó là có cái dùng gọi là Thunder Bay. 1908 là dân bên đó họ đã biết dặn sớm đồng hồ một tiếng để tận hưởng ánh nắng mặt trời 1908. Mười năm sau, 1918, Hoa Kỳ mới bắt đầu áp dụng. Cho đến 1966 thì mới chính thức là thống nhất cả nước. Tôi thấy cái mốc thời gian. Rồi, kali, kali thì sao quý vị? Kali á, là từ hồi năm 2018, 2019 thì dân kali đã đi bỏ phiếu 2018. Dân kali bỏ phiếu thông qua dự luật số 7. Dự luật số 7 này cho phép các nhà lập pháp tiểu bang kali có quyền để kể từ nay chỉ giữ lại một khung giờ là khung giờ tiết kiệm năng lượng của mùa hè daylight saving time mà thôi không có trở lại pho không có trở lại lùi giờ nữa giữ một khung giờ đó thôi là năm 2018 khoảng một tháng sau thì có một vị dân biểu của tiểu bang là Ken Sanchu ở ngay vùng B area mới đệ trình dự luật AB số 7 dựa vào cái dự luật số 7 để trình lên cho quốc hội Cali để thông qua, nhưng quốc hội Cali vẫn chưa thông qua. Mà dù cho quốc hội Cali có thông qua đi nữa, thì cũng phải chờ quốc hội liên bang thông qua thì mới 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 mới, mới giữ nguyên cái khung giờ như hiện nay. Vậy thì quý vị hỏi quốc hội của liên bang ra sao? Quốc hội liên bang gồm có thượng viện và hạ viện. Thượng viện bây giờ thì thông qua rồi. Thông qua cái gì? Thông qua là kể từ nay mình giữ nguyên cái daylight saving time. Không có đổi giờ nữa. Hạ diện chưa thông qua. Mà hạ diện chưa thông qua thì Tổng thống Joe Biden chưa có ký. Và đó là lý do cho đến giờ phút này mọi chuyện vẫn phải như cũ. Mọi chuyện vẫn phải tiến hành như từ 1966 cho đến giờ phút này. Và đó chính là lý do vì sao mà dân Cali cùng với hàng loạt các tiểu bang khác nữa sẽ vẫn tiếp tục lùi hụi dặn đồng hồ vào đêm thứ Bảy năm Tây tháng 11 sắp tới, dặn đồng hồ lùi lại một tiếng for back. Mình chờ, vậy thời gian tới là gì? Mình chờ hạ diện. Hạ diện liên bang có thông qua hay không? Nếu hạ diện liên bang mà thông qua, thì chừng đó chúng ta sẽ không cần phải đổi giờ nữa. Vậy thì cái lợi của không đổi giờ nữa là gì? Bây giờ, hiện bây giờ nè là một năm đổi giờ hai lần. Mùa xuân lần, mùa thu lần, xuân chạy tới, thu chạy lại, xuân chạy tới, thu chạy lại. Vậy nếu không đổi giờ nữa không chạy tới chạy lại gì cả, giữ nguyên thôi, cái lợi là gì? Cái lợi là mình sẽ không bị ảnh hưởng tới giấc ngủ. Mỗi lần đổi giờ quý vị có 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 đồng ý thanh tùng là mình bị ảnh hưởng giấc ngủ rất là nhiều, mà khi ảnh hưởng giấc ngủ nó ảnh hưởng cái tâm lý. Quý vị biết là mỗi lần mà đổi giờ như vậy tai nạn trên xa lộ rất nhiều là bởi vì người ta bị ảnh hưởng giấc ngủ, ảnh hưởng tới tâm lý rất là nhiều. Cái cái mà giữ được cho cái mùa hè vẫn giữ được cái giờ như vậy tiết kiệm được năng lượng rất là nhiều trong thời điểm này. Nhưng vẫn có những người họ không chịu, vẫn có rất nhiều người họ không chịu. Cho nên bây giờ cho Thanh Tùng thưa giới quý vị rằng là hiện á nha, hiện ở nước Mỹ của mình là mình đang có ít nhất là 7 tiểu bang đã thông qua việc giữ nguyên giờ không đổi nữa. Đó là Alabama, Arkansas, Nevada, Oregon, Tennessee, Washington và, và Florida là đã thông qua luật giữ nguyên rồi. Không đổi nữa. Chỉ chờ hạ diện của liên bang bỏ phiếu thông qua nữa là xong. Hơn 30 tiểu bang, hơn 30 tiểu bang cũng đã cân nhắc tới việc áp dụng theo phương thức không đổi giờ nữa giữ nguyên một khung. Nhờ quý vị, đó là xu hướng hiện nay. Riêng tiểu bang Cali quốc hội vẫn chưa chịu thông qua nữa quý vị. Rồi, bây giờ cho em được nhắc với quý vị trong khi chờ đợi quốc hội thông qua chúng ta vẫn phải tiếp tục đổi giờ dặn đồng hồ ngược lại một tiếng vào buổi tối của ngày thứ bảy 5 thì tháng 11 trước khi đi ngủ nha bà con. Cảm ơn quý vị theo dõi tới một ngày hôm nay. Xem lại trên YouTube qua chữ Hot News sẽ Thanh Tùng xem xong bấm nút like, yểm trợ tinh thần, nhớ subscribe lần sau mình xem tiếp. Thanh Tùng hẹn gặp lại quý vị tới một ngày vào thứ tư.